Hello, chào tất cả các bạn nhá. Các bạn ơi, đó, hôm nay là chủ nhật các bạn ạ. Hôm nay có con gái ở nhà xúc nấm các bạn ơi. Đây, trời Tây Nguyên bữa nay rất là nóng các bạn ạ. Vừa nóng vừa lạnh vừa khô. Đây, các bạn thông cảm cho nha các bạn nha. Làm này là nóng lắm, không khó mặc áo lắm các bạn ạ. Ở chân, đấy, ở chân này nó mát được các bạn. Đây. Ngoài lắm. Hôm nay hai bố con đóng nấm cho các bạn nha. Đó, Tết rồi, hôm nay là gần được hai mấy ngày là đến Tết các bạn ạ. Đó, thời gian thấm thoát thôi đưa các bạn ơi. Đấy, công nhận cái gì cũng vậy các bạn ạ. Thời gian trôi rất nhanh luôn, chưa làm gì là hết năm hết tháng là các bạn. Đây, hôm nay tiếp tục là đóng nấm bào ngư cho các bạn nha. Đấy. Nấm bào ngư này đơn giản cho các bạn ạ. Ai cũng làm được cho các bạn. Đây, hôm nay con gái ở nhà này các bạn này. Hôm nay chủ nhật con gái ở nhà lúc là đóng nấm này các bạn. Đây. Một đống nấm mà cuối năm nha các bạn. Đây. À, cái nghề này thì nói chung nó cũng vất vả nhưng mà ai cũng làm được các bạn. Đó, quan trọng là chịu khó tí là được các bạn nhé. Đây. Cơm ngày qua bữa rồi các bạn ơi. Kinh tế thời buổi khó khăn. Đây. Nhưng đổi lại là khó khăn hơn mấy, được làm chủ chính mình là cũng được các bạn ạ. Đấy. Con gái hôm nay đóng dế không? Có. Có à? Đóng rất dế nha. Cái nghề nấm này vất vả các bạn ạ. Nói chung là làm rồi nó sẽ quen các bạn ơi. Nhưng đổi lại thì nó không ra nắng mấy các bạn. Nói chung làm gì làm đóng được trong nhà đó các bạn. Không ra ngoài nắng, ngoài trời các kiểu các bạn ạ. Chúng là vẫn ở trong nhà. Quan trọng mình làm chịu khó tí các bạn. Chịu khó với lại mình chịu khó là thức khuya dậy sớm tí. Tùy mỗi người thôi. Có người thì hái nấm với các bạn. Một chỗ thì hái buổi chiều. Có người thì hái buổi đêm. Mình đây thì hái buổi sáng các bạn ạ. Đấy. Chợ quê thì hái buổi sáng thôi. Nói chung là cứ nấm tươi mà làm các bạn nha. Cho phục vụ nấm cho bà con cô bác, nói chung là lúc nào cũng nấm tươi ngon để ăn. Đấy, nên mình cứ thành thủ hái sớm thôi, nấm tươi thì nó ngon hơn. Mình đi xa mới phải nấm hái buổi chiều ấy, còn mình nấm hái mình bán chợ mình thì nói chung hái là hái tầm buổi sáng thôi, tầm nhiều thì 1 2 3 giờ. Ít thì mình muộn hơn. Đó các bạn ạ, tùy từng lượng nấm của mình mà mình dậy hái sớm hay muộn thôi các bạn ạ. Đây, hái xong mình về ngủ tiếp cũng được, không thì mình làm cũng được. Nói chung là mình làm nhà mình thì nói chung là nó cũng tùy mình thôi các bạn. Thích ngủ thích làm thì làm. Thế thôi. Cuộc sống mà các bạn, mình làm chủ chính mình này đơn giản thôi. Làm nhiều ăn nhiều biết ăn ít thì các bạn nha. Đó. Thôi chào các bạn, hẹn lại các bạn trong video lần sau nha. Thôi bố con mình chuẩn bị làm việc đây các bạn ơi. Các bạn nhớ thấy hay. Và yêu mến bố con mình, hãy đăng ký cho bố con mình để có động lực làm ra những cái video tốt hơn nha. Chào tất cả các bạn.